Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Để tìm hiểu thêm về chương trình sức khỏe Brand New Day, xin gọi ngay 855-804-3305 hoặc TTY-866-321-5955 và website bndhmo.com. Hoàng Trọng Thủy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưới Điện Sài Gòn TV trên băng tầng 18.9 hệ thống Galaxy 19. Và một lần nữa xin nhắc với quý vị là nhớ ra ngoài thương xá Phước Lộc Thọ, trời rất đẹp ngày thứ bảy này. Thứ bảy này rồi, nhanh quá. Là 11 giờ sáng quý vị nhé. Chúng tôi sẽ có mặt ở ngoài đó để hướng dẫn chương trình liên quan đến mùa Giáng sinh đến rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay thì trời gió nhiều, hy vọng đến ngày thứ sáu, thứ bảy thì gió lặng. Và điều đó có hy vọng hay không Thảo Yên? Tình hình gió sáng nay thì nghe thêm gió rồi cháy ở khắp nơi hết. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, dự báo thời tiết cho biết là có thể đến thứ năm này thì trời sẽ bớt gió, nhưng mà ngày hôm nay và ngày mai trời tiếp tục có gió lớn giống như hôm qua chúng ta thấy, mà trung bình sức gió ở những cái quận như là Ventura hoặc là Inland Empire thì lên đến 5-60 dặm là trung bình. Và chính vì thế ngày hôm qua cái lo ngại của cơ quan dự báo thời tiết quốc gia họ đưa ra đã thành sự thật, là có hai đám cháy đã xảy ra. Một cái thứ nhất là đám cháy Thomas Fire ở Santa Paula thuộc quận Ventura. Được biết là có gần 8.000 gia đình với tổng cộng là gần 27-28.000 người đã nhận được lệnh di tản bắt buộc, và sức gió quá lớn là từ 60 dặm một giờ từ chiều hôm qua đã khiến cho đám cháy lan nhanh từ 10.000 acres, đến bây giờ thì đã thiêu rụi hơn 31.000 acres, và các lính cứu hỏa thì vẫn chưa thể làm được gì cả. Tin tức cho biết là có 150 kiến trúc bao gồm các nhà cửa và những cái tòa nhà đã bị phá hủy. Và ban đầu thì có tin nói rằng có một người thiệt mạng, tuy nhiên sở cứu hỏa sau đó họ khẳng định lại đó chỉ là một con vật nuôi bị thiệt mạng ở trong một chiếc xe mà thôi, chứ không phải là nhân mạng. Và đám cháy này cũng khiến cho một số khu vực như là Oxnard, Ventura, Camarillo bị mất điện. Tối ngày hôm qua có đến 180.000 người bị mất điện, nhưng mà đến sáng nay thì chỉ còn lại khoảng 20.000 người mà thôi, đa số thuộc quận Ventura. Và thưa quý vị, cái đám cháy thứ nhì là nằm ở Keiko Canyon gần với Silmar. Thì Silmar là nơi nằm cách Los Angeles khoảng 30 dặm về hướng Bắc. Thì nơi này cái đám cháy ít thiệt hại hơn, thiêu rụi chỉ có khoảng 2.500 mẫu đất, và các lính cứu hỏa đã tạm thời khống chế được phần nào. Tính đến tối hôm qua có 260.000 người bị mất điện, thưa quý vị. Và sáng nay thì ở tại quận Cam, thương xá Phước Lộc Thọ, chúng tôi nhìn thấy gió cũng rất mạnh đến độ mà nhiều gốc cây đã đổ. Vâng. Những cây mà trong chậu đó thưa quý vị, và một số các vật dụng ở trên các tòa nhà cao, chúng tôi cũng thấy là gió thổi mạnh quá, lâu ngày rồi cũng bị hư hại hiện nay. Quý vị ra ngoài đường nhớ cẩn thận. Tin breaking news vừa đưa ra đó là dân biểu Conyers, thưa quý vị, ngày hôm nay tuyên bố tôi về hưu. Bắt đầu ngày hôm nay. Ông về hưu có nghĩa là ông sẽ không ra tranh cử vào sang năm 2018 nữa. Xin được nhắc lại, dân biểu John Conyers, người đã bị cáo buộc là đã từng quấy rối tình dục những người nhân viên dưới quyền và là một người thâm niên nhất trong Hạ viện cho đến ngày nay, sau nhiều thập niên phục vụ trong Hạ viện. Năm nay 83 tuổi, ông đã phản bác tất cả những cái cáo buộc quấy rối tình dục. Thế nhưng một bản tin ghi nhận ngày hôm nay là đa số những người làm dưới quyền cho ông đều nói đó, tất cả chúng tôi đều đã thấy quần lót của ông rồi. Ông chuyên môn kêu vào trong văn phòng, khi mà bước vào văn phòng thì ông đang mặc quần lót.
Rất là nhiều các nhân viên. Chính vì thế mà bà Nancy Pelosi, trưởng khối thiểu số ở Hạ Viện, đã tuyên bố ông nên từ chức thì hơn. Không thể nào tiếp tục với công việc mà gây hại, ảnh hưởng đến cái uy tín và đạo đức của Đảng Dân Chủ. Và cái áp lực của ông Conyers đi vào thời điểm mà chúng ta cũng nghe thấy vào sáng ngày hôm nay, ông Roy Moore đó, ngược lại thì ông hoàn toàn chống đối. Nhưng mà tôi thấy rằng là bên phía Đảng Dân Chủ muốn đưa ra một cái tấm gương để cho thấy họ không có chịu đựng được những cái thành phần mà cặn bã gây ảnh hưởng đến như thế nữa. Và vì trong lúc đó thì Đảng Cộng Hòa ngay hôm nay, lại sau khi ông Trump tuyên bố ủng hộ cho ông Roy Moore đó, thì RNC là ủy ban tranh cử cho Đảng Cộng Hòa lại bắt đầu đổ tiền lại vào. Cách đây khoảng vài tuần lễ thì RNC tuyên bố là không có ủng hộ cho ủy ban tranh cử của ông Roy Moore nữa. Thế nhưng trong thời gian qua, mức thăm dò cho thấy ông Doug Jones, Đảng Dân Chủ ở Alabama đó, đang lên dần dần. Mặc dù hai cái con số bây giờ theo các cuộc thăm dò đó là nó ngang ngửa nhau, nhưng mà nếu không có nhận được sự ủng hộ của ông Trump cũng như Đảng Cộng Hòa đó, thì ông Roy Moore chắc chắn là thua. Chính vì thế ông Trump thấy rằng không thể mất một cái ghế của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội được. Cho nên vì chuyện đại sự, họ yêu cầu để qua cái vấn đề quấy rối tình dục. Nhiều người trong Đảng Cộng Hòa nói rằng cái chuyện đó đã xảy ra quá lâu rồi, hồi ông 30 tuổi. Bây giờ sau thời gian đó, ông đã trở thành một người Kitô hữu thuần thành. Vì thế nên tha thứ cho ông. Và đó là lý do mà họ nói rằng để qua cái chuyện đó một bên. Thế nhưng cử tri Đảng Cộng Hòa có bỏ qua hay không? Chúng ta chờ đợi xem vào ngày thứ 3 tuần tới, quý vị, 12 tháng 12 là ngày chính thức diễn ra cuộc bầu cử ở Alabama. Chúng tôi trở lại gửi đến quý vị một số các con số liên quan đến thị trường tài chính trong ngày.